chuyên gia hàng đầu về nội tiêu hóa Việt Nam, sinh năm 1974 tại Khánh Hòa, tốt nghiệp y khoa loại giỏi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997, tiếp tục học bác sĩ nội trú chuyên ngành nội tổng quát từ năm 1997 đến 2001, có khóa huấn luyện về bệnh gan Đại học Michigan năm 2004, nghiên cứu sinh hội tiêu hóa Nhật Bản năm 2005, lấy bằng thạc sĩ y khoa năm 2006, tham gia chương trình huấn luyện nội soi tiêu hóa nâng cao tại Trung tâm huấn luyện hội nội soi tiêu hóa châu Á Thái Bình Dương năm 2009, hoàn thành chương trình tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tiêu hóa năm 2011, đã hoàn thành chương trình quản lý bệnh viện Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012, nhận học hàm phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên ngành nội trung hội đồng chức danh giáo sư nhà nước năm 2018, từng làm phó chủ nhiệm bộ môn nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng bộ môn nội tổng quát Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tổng thư ký Hội khoa học tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thư ký Hội nội soi tiêu hóa Việt Nam, ủy viên thường trực Ban chấp hành Liên chi Hội nội soi tiêu hóa Việt Nam, từng nhận giải thưởng của tuần lễ tiêu hóa vùng châu Á Thái Bình Dương năm 2007, giải xuất sắc của Hội nghị khoa học tuổi trẻ toàn quốc các trường y dược học Việt Nam năm 2008, giải nhà khoa học trẻ của Hội nghị tiêu hóa thế giới Gastro năm 2009, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo Trung ương Đoàn Thanh niên, Hội nghị tiêu hóa châu Á Thái Bình Dương, Hội tiêu hóa Nhật Bản. Hiện là phó trưởng bộ môn nội tổng quát kiêm nhiệm phó trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ông là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Quách Trọng Đức.